Các chị ơi, Carina đang giảm giá hàng loạt các mã chống nắng lên tới 48%, chỉ từ 299.000 đồng. Mà đặc biệt nhá, lại còn được miễn phí ship cho toàn bộ mọi đơn hàng. Nhưng mà điều đặc biệt là các chị yêu của em phải đặt hàng tại website của Carina. Hơn thế nữa, rất là nhiều các voucher 50, 100.000 đã được giảm giá rồi. Lại còn có voucher này, lại còn được miễn phí ship. Và đặc biệt luôn này, các chị yêu của em được tặng cả khẩu trang. Nếu như các chị yêu của em đặt hàng ở tại video này, đó chẳng hạn như là mẫu áo chống nắng mà em Hương đang rất là mê mẩn, đó là dòng hàng áo nắng Ecool, chỉ có hơn 200.000 mà các chị yêu của em đã sở hữu, lại còn miễn ship, nói chung là voucher 3.000. Các chị yêu của em ơi, nhất định hãy thử mua hàng ở tại website để trải nghiệm một cái dịch vụ vô cùng tốt, cũng như là đổi trả hàng miễn phí trong vòng 30 ngày. Đây, và đặc biệt mẫu áo chống nắng mà được các chị yêu của em quan tâm nhất trong thời điểm hiện tại, đó là áo chống nắng cánh rơi của Carina, mẫu áo chống nắng mà chống tia UV 100% và làm mát tức thì. Đây là một mẫu áo chống nắng với công nghệ sợi lạnh mới. Em sẽ show cận chất để cho các chị yêu của em xem luôn. Nói chung là nếu như chị nào mà đã trải nghiệm cái mẫu áo chống nắng này thì các chị yêu của em sẽ không mặc được mẫu áo chống nắng khác đâu ạ. Bởi vì chất liệu vải của nó rất là đẹp và đặc biệt là nó siêu mát. Và một điểm nữa này, các chị ơi, cái hôm nay nhá, cái áo chống nắng này đây ạ. Phiên bản áo chống nắng 2 tầng cao cấp của Carina. Em phải khoác lên cho các chị yêu của em xem thử. Bởi vì các chị yêu của em ơi, không thể nào tin nổi là cái áo chống nắng này website sale quá là sâu, mà đặc biệt lại còn được miễn phí ship nữa. Các chị đừng quên là sẽ có cả những voucher 50 cho đến 100 ngàn đồng. Và bản áo chống nắng Hương mặc trên người là bản áo chống nắng 2 tầng 3 lớp. Lớp bên trong cùng sẽ là lớp thoáng khí. Ý này, đấy chị nhìn nhau, nó là lớp thoáng khí của Carina. Đây, tiến sát gần hơn. Bởi vì nhiều chị đã chưa xem được thì nó sẽ có lưới thoáng khí ở trước này, ở sau lưng này, to giãn này. Nói chung là mặc em này thì phải gọi là đỉnh ơi là đỉnh luôn các chị yêu của em ạ. Rồi, các chị yêu của em ơi, em Hường bảo nhá, các chị ngắm dáng cho em này. Cái phong thiết kế này của em nó sẽ là phong trùm toàn bộ phần chân, che kín hết cả phần cánh tay. Và các chị ơi, nhớ là tranh thủ luôn để có thể đặt hàng và vào website của Carina tham khảo. Không chỉ là ba mẫu áo chống nắng mà em giới thiệu ở đây đâu, mà còn hàng loạt các mã chống nắng, cứ mã nào mới là website sẽ cập nhật. Mà lại còn có rất là nhiều chương trình ưu đãi, tặng kèm khẩu trang này, miễn phí ship này, đổi trả hàng trong vòng 30 ngày này, voucher 50, 100 nghìn để cho hơn 3 ngàn luôn. Các chị nhớ là tham khảo website của Carina để đặt hàng nhiều mã chống nắng các chị nhá.